Bạn nào tiêm filler môi mà còn sợ đâm vào mạch máu thì đừng bỏ qua video này của mình nhé. Trong video này, mình sẽ chia sẻ cụ thể về giải phẫu mạch máu môi và cách tiêm làm sao để tránh đâm vào mạch máu. Mọi người cùng quan sát nhé. Đây là động mạch môi trên, đây là động mạch môi dưới. Động mạch môi trên thì ở phía ngoài, nó chạy trên đường viền môi này. Và khi lại gần cung cupid thì nó sẽ chạy dưới đường viền môi. Còn đối với động mạch môi dưới thì ở phía bên ngoài thì nó cũng chạy dưới đường viền môi dưới. Và ở phần trung tâm nó cũng chạy trên đường viền môi dưới. Hình tiếp theo này, đây là phần da này, đường viền môi, niêm mạc khô, niêm mạc ướt. Và đây là đường viền niêm mạc môi khô ướt. Khi tiêm filler môi thì chúng ta có hai kỹ thuật tiêm, đó là kỹ thuật tiêm làm nổi bật đường viền môi và kỹ thuật tiêm làm tăng thể tích lòng môi. Đây là động mạch môi này, đây là cơ vòng môi. Thì động mạch môi nó sẽ nằm dưới cơ vòng môi và nằm sâu khoảng 3mm. Nên khi tiêm đường viền môi thì các bạn không đâm sâu quá 3mm, thì chỉ sâu khoảng 1,5-2mm thôi. Còn khi tiêm làm tăng thể tích lòng môi thì chúng ta sẽ không hướng kim vượt quá đường viền niêm mạc môi khô ướt, tức là chỉ hướng vào cái ranh giới này thôi, còn không hướng vào phía bên trong này, không hướng vào chỗ niêm mạc ướt. Nếu không là sẽ có nguy cơ đâm vào động mạch. Mong rằng là với chia sẻ của mình thì các bạn sẽ tự tin khi tiêm filler môi. Và đây đều là những kiến thức mà mình hỗ trợ cho các bạn chủ spa mua sách ở bên mình. Vậy nên bạn nào muốn được cung cấp những kiến thức nền tảng cơ bản nhất, quan trọng nhất, muốn được mình đồng hành hỗ trợ chuyên môn, những kiến thức chuyên sâu và trong suốt quá trình làm nghề, thì hãy mua ngay cuốn sách bên mình với giá chỉ 200.000 đồng bằng một bữa ăn vặt thôi ạ.